Hay hay, chúng ta đã quay trở lại với cái channel và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã subscribe cái new channel of mine. Ok, là cái kênh mới của mình, ông Hùng Cú Te. Trên ông Hùng Cú Te này là cái gì? Mình sẽ thường xuyên nói nhảm những lúc rảnh rỗi, ví dụ như làm sao để dựng được cái clip, hoặc là cái chiếc miếng khờ này nó bị hư cái này, và cách, nói chung là nhiều thứ, nhiều skill về sửa xe, khắc phục sự cố trên đường. Cái này khắc phục sự cố để trên đường thôi nha, ví dụ như đi buổi tối lộn bánh xe giờ phải làm sao, thì phải mua cái bơm ruột xe và cái đầu nạy bánh bánh xe, rồi thêm ba cái lê mỏ lết gì đó. Và từ từ mình sẽ chỉ cho các bạn những cái đơn giản đó để thích đi giờ đéo là cũng được. Cách trồng rau nè thì ở ngoài ban công của mình nó cũng khá là tùm với cái cây mồng tơi và cây khổ qua, nó leo bố xua và đang trồng những cây đậu rồng và cây đậu đậu que đó. Rồi, và thật sự thì ở cái khu này nó rất là nhiều chuột, và giết chuột nhiều quá nhìn ghê quá, nó bốc mùi thối quá, thôi bây giờ bẫy được chuột giữ trong lòng luôn, lâu lâu cho nó ăn. Đó là cách nuôi chuột và làm mấy cái đồ tào lao hoặc là những cái đồ phục vụ cái cuộc sống của bạn hàng ngày, để như các bạn tự làm, nếu bạn ví dụ như dành cho những người thích thôi, còn không thích thì ra tiệm mua mẹ nó cho nó lẹ. Ví dụ như cái bàn mình đóng thì nó mua hết có 300 ngàn tiền gỗ, tức là ba bó pallet 1 mét, về qua Amazing Cat mượn cái máy khoan, mà hên được cái là ở trong cái hộp máy khoan nó một nùi ốc vít luôn, cảm ơn Hiên Amazing. À, xong rồi về mình tự đóng này kia, và hôm nay mình sẽ tiếp tục về cái phần mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cái Premier bản 2019, nó có những cái nó rất là hay ở đây. Thì cái project này hôm bữa mình đã làm với các bạn ở hai số trước rồi, cái edit và cái color, thì đến bây và hôm nay mình sẽ làm với các bạn ở cũng trên cái phần cái project này luôn, với cái phần là Essential Graphic. Essential Graphic là cái gì? Là những cái title nó chạy ra chạy vô, chạy tới chạy lui, zoom in zoom out, nó nhảy cà tưng để các bạn giới thiệu. Ồ, đây là một cô gái nè, ồ cổ mặc đồ bikini nè, cô ấy sử dụng một cái sản phẩm xịt khoáng sau khi bơi nè. Rồi 5 phút quảng cáo đây là hết. Thì khi các bạn muốn làm cái Essential Graphic này ở trên cái giao diện bình thường bữa giờ mình làm, thì ví dụ như các bạn không thấy được cái mình tắt đi, Essential Graphic mình tắt cái này đi, đây mình chuột phải vô thì mình lock gì panel nó đi, thì mình sẽ vào phần Windows mình tìm nó, Essential Graphic, nó có Essential Sound nữa, từ từ nghiên cứu. Rồi thì nó sẽ mở lên cho mình những cái graphic, những cái này là những cái template mình có thể tải trên trên mạng và trên trên internet về, thì cái keyword nó là template Essential Graphic đây. Thì những cái clip hướng dẫn làm sao để tải về, làm sao để chèn nhét nó vô trong Premiere thì YouTube rất là nhiều, và mình sẽ không làm lại phần đó cho mình đỡ mất thời gian. Thì ở trong này mình đã cài một số thứ, ví dụ như mình gắn dấu sao cho nó đây, những cái mình thích mình hay xài ấy, ví dụ như cái phần bây giờ mình sẽ thử nha, thì nó sẽ có cái nó cũng giống như cái việc mà thả sụt vô thôi, mình thì mình nắm mình đát nó vô, nắm chuột mình đát nó vô trong cái timeline thôi, thì nó sẽ mặc định của nó sẽ là 4 giây, nhưng mình có thể tăng giảm cho nó, ví dụ như đoạn này mình giảm nó 2 giây thôi đây, và cái title nó chạy ra. Sorry, làm cái Essential Graphic này thì nó hơi nặng, mặc dù máy mình nó cũng không hề cùi, thì mình phải mở về 1/2 hoặc là full gì đó, full coi lắc lắm đây nè, mở cho coi.
Đó, nếu muốn mượt hơn thì tắt bớt cái mắt màu đi. Đây, tắt rồi check out input hay output, sorry. Đó, nó sẽ hơi lắc như vậy. Thì làm sao để điều chỉnh mấy cái thông số đó, những cái tag đó, những cái title đó thì cũng như cái layer color ở dưới. Thì mình cứ click vào cái sụp đó, mình gọi là cái sụp đi cho nó dễ. Thì ở trong phần edit nó có rất là nhiều con mắt, các bạn kéo đến cái phần mà nó hiển thị tất cả mọi thứ lên. Ví dụ như đây là cái clip, đây đây là cái phần title, do title here ấy, thì bạn có thể tắt mở còn cái edit gì Gaussian blur này là cái đéo gì thì mình cũng đéo biết, nhưng mà làm nghiên cứu mày mò và học hỏi, nói chung là học tập và lao động sáng tạo, còn theo gương ai đó thì mình không cần, không biết nha, không nói nha, thì các bạn sẽ thành công thôi. Đó là cách học của mình. Rồi các bạn thay đổi cái title ở đây, các bạn chỉ cần nhấp đúp vào cái phần title thì nó sẽ hiện cho bạn một cái khung. Rồi nhấp đúp vào cái khung đó thì nó sẽ auto là control A cho các bạn để nó chọn hết mọi thứ. Ví dụ như mình sẽ gõ vào một cái chữ dài dòng luôn, sai phông đúng không, tí mới chỉ cho. Dẫn dựng clip đơn giản đây. Rồi, sau khi các bạn đã gõ chữ vào thì Ctrl A một phát nữa để xuống chọn phông, phông mình hay xài là phông Roboto Thin. Đấy, khi các bạn chọn được cái phông mà nó tiếng phông Việt hóa thì nó sẽ rất là bự, nó rất là dài, thì làm sao, thì ở dưới này nó có những cái thông số nè, mình Ctrl A nó một lần nữa, thì ở đây nó có cái phần mắc xích là set scale lock nè, thì các bạn sẽ scale cái phần này lại, kéo nhỏ nó lại thì chữ nó nhỏ lại thôi, và mọi thứ nó sẽ kéo theo, nó sẽ nhỏ xíu xíu xíu. Còn đây là những cái khoảng cách chữ, đây khoảng cách chữ nó có thể thưa ra như thế này hoặc là chật chội như thế này, mà mình thích làm nó thoáng thoáng ra xíu. Rồi đây là cái phần này là cái phần cách dòng, nhưng mà mình sẽ không làm cách dòng nên mình để không đi. Đó thì mọi thứ ở dưới này các bạn có thể đưa chuột vào cái quạt, kéo lại, kéo tới, kéo lui. Ôi, bây giờ tiếp theo là cái phần episode a hi hi. Rồi, coi xong nhớ sập 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 cờ cờ ri bê e. Rồi dưới này để nó viết hoa đi, cắt lóc đi cho nó ngộ. Nhớ subscribe, mình thích hài như vậy, ok. Và cái phông mình vẫn là robot cô, nhưng mình sẽ không sử dụng la thêm mà mình sẽ sử dụng like. Ai thì các bạn sẽ thấy được cái một phần là và thấy được là nó hai cái dòng là nó dính vô nhau không, mình không phải sử dụng cái cách dòng nó đâu, mà mình thay đổi ở cái phần như thế này. Rồi các bạn chọn về cái select tool đây để thay đổi. Mình đang làm ở cái phần coi xong như sách cờ rai, hình như là xuống xuống là bên kia à, này qua phải qua trái, cái thông số đầu là thông số qua phải qua trái nè, đây nè, đây nè, toggle animation for position. Rồi đây xuống xíu nữa đi. Đấy. Nhưng mà khi các bạn mà để xuống á,
Thì nhớ coi bên này nè, bên cái ô control effect này nè. Đây. Thì nó sẽ có một vài cái thông số nó nhảy ở trong này. Ví dụ như ở đây mình đang làm ở motion, mở nó ra. Đấy, mình mở nó ra bằng cái mũi tên này. Nó sẽ thay đổi ở đâu đây nè. Và các bạn hãy chú ý điều đó. Đấy, nó sẽ bị nhảy lên cái, xong rồi nhảy xuống. Đấy, thì khi các bạn thay đổi á, thì làm ơn kéo nó về cái này luôn, kéo về cái đoạn mà nó end á, và mình sẽ hạ nó xuống một xíu thì nó sẽ không bị nhảy, chắc là vậy, không biết phải vậy không, cũng ok. Bây giờ khi mà thay đổi được như vậy rồi thì các bạn nhìn vào cái khung hình thì nó chưa nằm ở ngay giữa cái position của toàn bộ cái này, nó không nằm ở ngay giữa, nhìn nó hơi bị thấp thấp xuống dưới xíu á. Thì các bạn sẽ vào phần motion, ở phần position này mình sẽ thay đổi cái vị trí nó, cái phía thông số phía sau là cái lên xuống đó. Thông tin kéo thử ra coi, thấy chưa? Đấy, thì mình canh nó ngay ngay giữa thôi. Còn ở trong Premiere này không biết nó có cái thước hay không. Ví dụ như bên After Effects thì nó có cho mình một cái thước để mình canh. Đấy, và đây là nó lắc lòi mắt ra. Và lắc như vậy thì thử Enter cho nó render cái coi, không render luôn. Ví dụ như những cái cảnh như thế này các bạn có thể thêm những title vào, và theo mình nghĩ á, thì nên để những cái đoạn title đó ở giữa màn hình để đập vào mắt người xem là cái gì đó tùy các bạn. Rồi, khi và cái phần kết thúc này á, thì mình sẽ làm cho các bạn coi một cái gọi là nó, mình sẽ chụp hình cái đoạn cuối này lại, nhưng mà làm ơn mở cái mắt màu lên. Đấy, mình sẽ reshot cái đoạn này lại để làm cái phần end, cái phần hình kết thúc của cái clip. Mình sẽ bấm, đây là cái nút chụp hình, chụp hình, và đây là nó hỏi bạn lưu ở chỗ nào, thì các bạn tìm cái ổ lưu cho mình, đừng có bao giờ lưu ở cái ổ mặc định của nó, kiếm không ra đâu, và đừng bao giờ lưu ổ C, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần gọi là sai tầm. Còn sai tầm là gì thì mấy ông IT vô giải thích giùm cái, tức là cái máy của mình build là hai ổ độc lập, một ổ để chạy sai tầm và một ổ để chạy data, thế thôi. Và mình lưu mọi thứ ở trong data và trong những cái folder, mà ví dụ như cái clip này mình làm xong mình chuyển vào một cái máy khác làm thì bắt buộc mình phải lưu trong một cái folder ở ổ data, để khi mình copy nó đi thì nó sẽ không bị mất link. Mất link là cái gì? Là ví dụ như hình ảnh nhạc các bạn bỏ mọi thứ một nơi, lúc nó kiếm lại đuối á. Rồi, và ok. À khoan, nó sẽ hỏi như thế này nữa. Là khi mà chụp hình như vậy nó có muốn import vào project không? Là khi mà các bạn muốn import vào project thì chọt vô, còn không chụp hình lại gửi người ta thì thôi khỏi import, chi cho nó rác. Rồi, không biết nó nằm đâu đây. Đây, ABC có luôn, nắm thấy nó vô. Thì khi mà cô diễn viên này cổ đưa cái chai sản phẩm ra thì mình muốn kích sản phẩm nó sẽ đứng hình ở chỗ đó. Ở chỗ đó là chỗ này. Đấy. Rồi. Nó sẽ mình muốn muốn sản phẩm đứng hình ở chỗ nào thì mình sẽ chụp hình ở chỗ đó. Ví dụ như đây, cô vừa đưa ra. Nó sẽ ao xíu không? Các bạn nhấn cái nút qua phải qua trái để đi từng frame nè. Đây, nó sẽ nét. Ok, mình sẽ chụp hình khúc này lại, mình nhét vô, delete cái này đi. Cái này đi.
Rồi import vô đây, nhét nó vô ngay cái đúng cái điểm hồi nãy các bạn chụp hình thì nó sẽ không bị giật hình. Mình nói nãy giờ không biết nó có quay không. Ồ, hình như có, nó đang hiển thị. Thì như vậy đến cái đoạn này các bạn sẽ làm gì với nó? Từ từ chỉ cho coi. Đây, vừa mới chụp hình xong, bạn mình sẽ crop nó bằng cái lệnh crop ở trong effect. Các bạn gõ vào cái ô tìm kiếm nè, crop, thì các bạn sẽ thấy được một cái crop ở đây. Các bạn nắm, các bạn thấy vô thì nó sẽ hiện ở bên control effect. Tất cả các lệnh các bạn làm ở trên sụp thì đều nó đều thể hiện ở cái ô control effect này hết. Muốn điều chỉnh gì đó thì vô đó điều chỉnh. Rồi, nhạc vừa dứt bạn đấy, ở đây là cái toggle animation. Animation là mình định thời gian cho cái tác vụ mình làm ở trên cái sụp này nó chạy. Ví dụ như mình sẽ crop ở left right, mình sẽ crop ở right đi, mình sẽ crop ở right. Bắt đầu của nó là ở đây, mình sẽ đưa cái này về đầu sụt luôn, cái điểm chọn của mình về đầu sụt, và đến giữa cái sụt này mình muốn nó crop lại. Oh sorry, crop trên hình chứ nó crop đâu trên đó, kỳ vậy. Oh, mình thảy lộn rồi, sorry nha, thảy lộn cái sụt rồi, sụt trên thảy thì thảy sụt dưới đây. Ơi, sụt dưới. Đây, đây là cái lệnh crop. Nói chung làm mình làm trực tiếp mà mình có biên tập khỉ gì đâu, làm xong up luôn. Nên đôi khi có lúc sai, và những cái lúc sai đó là những cái lúc ai cũng có cái sự sai hết mà. Vấn đề là có biết sửa hay không thôi. Đây, mình muốn nó crop ở đây thì mình sẽ chọn về cái toggle animation này. Mình sẽ chọn ở cái phần bên phải, rồi mình sẽ cho nó chạy đến giữa sụp. Và khi mà các bạn chụp hình như vậy á, thì các bạn nhớ kéo cái layer màu này lại nha, chứ không nó sẽ bị double màu á, nhìn gớm. Rồi, mình sẽ drop nó về bên phải. Đấy. Đây, thử coi, đây là cái toggle animation, và các bạn xem mình làm một cái thao tác đó thôi và sẽ tự làm cho mình những cái toggle animation nó khác, tại vì mình không muốn áp đặt cái suy nghĩ của mình vào cái người xem và cái bạn muốn làm. Các bạn muốn làm nhưng mà các bạn chưa biết công cụ thì mình chỉ các bạn công cụ thôi. Đối với mình thì mình sẽ làm như thế này. Thì nãy giờ mình chỉ cho các bạn về cái công cụ toggle animation để làm cái gì thôi. Còn đối với mình nhanh gọn lẹ, drop hai bên lại. Đấy. Rồi. Sau khi drop như thế này, vừa mới đến đây mình sẽ cho nó chạy về một bên giống như cái sụt trước mình làm gửi demo cho khách thôi. Rồi, mình sẽ cho nó chạy bằng cái rồi. Motion. Motion thì mình sẽ cho nó chạy ở cái phần position này, position này. Thì ví dụ như mình sẽ cho nó drop hai bên lại. Thôi, cho nó một cái toggle cho nó mượt mà đi. Thì các bạn có thể chọn cái điểm cuối trước và chọn cái điểm đầu sau. Đây. Mình sẽ chọn là cái điểm đầu bằng 0%. 0%. Nhìn. Đấy. Mình chạy. Rồi, vừa mới đóng lại thì mình sẽ cho nó chạy qua bên trái bằng cách chọt vào cái toggle animation cho cái phần position này. Và mình sẽ cho nó chạy lên, kéo cái này lên một xíu. Rồi mình sẽ cho nó dịch chuyển qua bên trái. Đấy. Và có một cái phần nữa là cái phần màu đen.
thì mình sẽ giải quyết bằng cái layer màu trắng trước bằng cách vào file nè. Đây là cách mình làm nha, còn các bạn có thể làm những bằng những cách khác mình không biết, đó là cái đó là cách làm quen của các bạn thôi. Rồi mình chọn cái là legacy title và mình ok, nó muốn đặt tên nó gì đặt, không đặt thì thôi. Rồi mình sẽ chọn cái background của nó bằng cách chọn vào đây để mình vào cái phần project, và mình sẽ chọn cái màu background của nó là màu trắng. Bà nội chọn màu trắng, chọn chọn vô cái cây chích màu đấy. Thì khi mình đã có được một cái phần màu trắng như thế này, một cái sụp màu trắng như thế này, thì mình chỉ cần thấy nó vô dưới này đấy, nhìn trong sáng vô color. Thôi ở phần bên bên phải của cái chữ thì của cái hình thì các bạn có thể cho hiện chữ, cho hiện title lên bằng cái essential, và mình sẽ vào phần bold bold bold, mình sẽ có thể là hiện logo hoặc là hiện bất cứ thứ gì hoặc là hiện cái tên, nhưng mà mình thích hiện logo vậy thôi. À, tại sao anh làm vậy? À, tôi thích. Cho nó hiện logo đây. Hai logo thì ít quá, tại cái thời gian nó không cho phép. À, mình sẽ cho nó hiện một cái title cảm ơn các bạn đã xem. Đâu rồi? Essential của tôi đâu rồi? Nó có rất nhiều cái title để cho các bạn chọn những cái title mặc định đó. Cái này là cái giống gì cũng không biết, nhiều cái cũng không nhớ, làm nhiều sao mà nhớ, đời nó lót đinh cái đã, trong khi đời nó lót đinh thì nãy giờ mình làm mình không có chịu xéo, có khi nào nó văng ra một cái là xong phân rồi, xong lót đinh xong. Đây, những cái template này thì nó dành cho hình như là 4K 8K gì, nó bự ghê hồn luôn. Còn background màu đen nữa. Đây cái phần background màu đen của nó là đây. Đấy. Mà cái này mình không có thể tùy chỉnh được background, tại vì cái template này nó không cho cái background trong suốt. Tại sao? Tại vô đây không thấy cái phần màu nào trong suốt hết. Thôi mình sử dụng một cái title nó trong suốt đi, gọi là title file alpha gì đó. Đi tìm mấy cái title này cũng đuối nhiều lắm, bữa tải về một nùi luôn, coi chán đời luôn. À, cái này là giống gì đây cũng không biết. Ồ, không được rồi, không ổn định rồi. Thôi mình chọn mấy cái title mà mình quen sử dụng, ví dụ như như cái gì thì đây, nó sẽ nằm ở dưới như thế này hoặc nằm ở giữa như thế này, giữa đây mình chọn cái title ở giữa mình thử vô thôi đấy, rồi mình thu ngón nó lại như đây. Rồi nó sẽ là màu cái position nó nằm sai vị trí đúng không, thì mình sẽ vào trong cái effect control nè, và trong cái motion graphic nè, và mình điều chỉnh nó qua nè. Các bạn thấy cái khung nó chạy không, nó điều chỉnh nó qua ngay giữa đây. Rồi thì ở trong cái phần đó thì nó sẽ có cái resend đập vô. Thanks for watching. Thôi, cảm ơn các bạn đã xem đi. Đấy. Ồ. Cảm ơn cá, 5 triệu cá. Thôi, và đây mình sẽ chọn Ctrl A và chọn màu cho nó đi, cho nó một cái màu đen huyền thoại. Ở đây các bạn có thể chọn màu cho nó tùy ý, nó có màu shadow nữa đây nè. Nhưng mà mình không thích màu shadow. Background stalker gì màu trắng nữa.
cọc kè là cái gì không biết, nghiên cứu đi. Shape 1, shape 2, đây hai cái shape là hai cái thanh màu, hai cái thanh kia, hai cái thanh ở ngoài sẽ chọn shape 2 cũng là màu đen. À quên, chọn cái phông chữ cho nó nữa, cách nhập vô Dona và Robo chỉ là robot thôi. À, robot hình này thì nó phải sẽ không không nhìn được cho rõ đấy, robot in đậm. Bây giờ mình sẽ coi đây, đây thì nó sẽ xuất hiện. Các bạn làm hai cái này nó xuất hiện xíu đồng đều một xíu, tức là khi mà cái hình nó chạy qua bên này rồi thì cái chữ nó mới hiện lên, thì các bạn để đúng đúng cái đường chỉ ngay cả với cái điểm dừng của cái hình, và kéo đầu cái sụt của cái graphic lại và kéo cái hình này nó dài ra một xíu, đây dài ra một xíu đấy, tinh xong. Đó đó là cách mình sử dụng cái Essential Graphics để làm cái title đơn giản, những cái đơn giản rất là đơn giản. Cảm ơn các bạn đã xem vào hai tập trước, không ai đặt cho tôi câu hỏi nào hết nên tập này tôi có trả lời. Và nhớ thích cái gì thì cứ hỏi, muốn làm gì cứ hỏi thì mình sẽ cùng nhau nghiên cứu, chứ mình cũng không phải là rồ rẹt gì đâu, cũng chỉ là edit mướn kiếm tiền thôi. Edit là cái người thổi hồn cho cái clip đó, nhưng mà thổi bậy bạ nó ra hồn ma là mệt đó. Hey, xin chào và hẹn gặp lại, nhớ subscribe nhé. Cái kênh ông Hùng Cute á, mới đầu tính tính để ông Hùng Vlog mà thấy nó bị trend quá, thôi mình để ông Hùng Cute đi cho cuộc đời nó tươi trẻ. Hey, bye bye.